Hello các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay tiếp tục mình làm một cái game show mini cho hai đứa nhỏ ha. Giải thưởng thì cũng tương tự ha. Đứa nào ăn hết trước á thì cũng được 20k, còn đứa nào ăn hết nhì á sẽ được 10k ha các bạn. Bữa nay mình thử thách ăn trái cây các bạn ơi. Đấy, mình mua quýt với lại táo nè các bạn. Bây giờ quýt á là mình không có lọc sẵn ha các bạn. Táo thì cũng ấy luôn, ăn với điều kiện phải nhả hột ha. Đấy, táo thì nhả hột, quýt thì có hột vào trong miệng thì nhả ha. Ăn ăn nhanh hơn thì sẽ được nhiều tiền hơn ha các bạn ha. Đây hai đối thủ là tiếp tục hai diễn viên của mình là Mỹ Phụng và Hồng Bích ha. Đấy. Bây giờ là clip trước đó các bạn. Con Mỹ Phụng nó ăn là thua con Hồng Bích nha. Lý do là nó nhiều hơn. Bây giờ bữa nay mình chia phân đồng rồi các bạn để coi tốc độ ăn của Hồng Bích với Mỹ Phụng coi nó như thế nào ha các bạn ha. Đấy, mình chia đồng luôn các bạn. Mình làm game show các bạn thì mấy cái chủ yếu là cho tụi nhỏ nó ăn thôi các bạn, nhưng mình không dám cho nó ăn nhiều ha, sợ nó ăn nhiều nó không tốt các bạn. Mình canh số lượng thực phẩm vừa đủ thôi các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ chia ha. Đây Mỹ Phụng hai trái quýt nha. Mình lựa mấy trái cho nó hơi đều đều chút ha các bạn ha. Đây, Hồng Bích 2 trái. Đây, còn Mỹ Phụng cũng 2 trái táo ha. Đấy, Hồng Bích cũng 2 trái táo. Quýt 3 trái đi, thêm trái bự đi, 3 trái, mỗi đứa 5 trái. Đây, cái này ăn là cái quýt nữa là cần phải lột vỏ các bạn. Là tụi nó tự lột vỏ, còn táo không được lột vỏ ha. Táo thì nó cứng hơn ha. Đấy, ăn ít hơn nha các bạn. Ăn này số lượng hai đứa nó có thể ăn được hơn các bạn. Nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng cái dạ dày các bạn. Đấy. Đấy ha các bạn. Có rất là nhiều khán giả xung quanh cái game show mini nha các bạn. Đấy. Cũng like ra nha các bạn. Đa số là không dám lên hình ha. Chỉ có Hồng Bích với lại Mỹ Phụng lên hình thôi các bạn. Đấy, có Gobe nè. Có Gobe nè. Đấy. Đây các bạn ha. Đây các bạn, bữa nay có Gobe, sợ Gobe nó giật đồ ăn các bạn. Bây giờ mình cho chiếc Gobe một trái quýt nè. Đó, cầm đi để không thôi. Mua chuột Gobe khán giả chứ các bạn ơi. Để không thôi nó giật đồ ăn của hai đứa thí sinh nè. Bây giờ hai đứa chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tiếp 1, 2, 3 là ăn nha. Ai ăn hết trước là được 20.000, ai ăn sau sẽ là được 10.000 ha. Nào ăn cố gắng ăn nha, ăn tập trung ăn nha. Đấy. Rồi, Mỹ Phụng với Hồng Bích sẵn sàng chưa? Sẵn rồi. Sẵn sàng ha. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, ăn. Đấy. Tùy nha các bạn, đứa nào cảm thấy cái nào ăn trước được ăn ha. Hồng Bích có kỹ thuật ha, ăn quýt trước các bạn. Còn Mỹ Phụng là ăn táo trước ha. Đấy. Mỗi đứa 5 trái ăn tập trung vô. Quýt thì dễ ăn hơn các bạn. Đây, Hồng Bích dành trước vô hết 1 trái quýt được các bạn. Xong trái quýt ha. Cẩn thận ha. Đấy. Mỹ Phụng ăn táo chứ phải cho sạch hột nha, sạch gỗ nha, còn gột kìa, ăn phải sạch, còn có hột không nha. Đấy. Quýt thì đứa nào có nuốt hột được thì nuốt. Đấy, còn con táo phải nhả hột nha, không có nuốt hột nha. Đấy. Hột quýt lột rất nhanh các bạn, nó gần hoàn thành 3 trái quýt rồi các bạn. Đấy. Đó. Táo thì cứng hơn nha, Mỹ Phụng quyết định ăn táo trước các bạn. Mỗi đứa có chiến thuật khác nhau ha. Đây. Đó. Đây. Đó, bắt đầu hết táo rồi. Mỹ Phụng còn miếng ra ha, miếng cũng ha. Đây, bắt đầu tiến qua lọc quýt các bạn. Táo hơi cứng hơn ha các bạn, khó ăn hơn nha. Tập trung vô. Đấy. Đấy. Mỹ Phụng tiếp tục lọc trái thứ hai, hết trái thứ nhất của quýt rồi các bạn. Đấy. Táo thì ăn hơi khó hơn các bạn, hơi cứng hơn các bạn. Nhai nuốt cũng khó. Nhớ nha, học táo nha. Không. Đấy. Rồi. Mỹ Phụng xong được trái thứ hai rồi các bạn, còn trái quýt cuối cùng các bạn. Còn bên đây thì còn trái táo ha. Mỹ Phụng nó hay hơn các bạn. Nó chọn cái trái cứng nhất, khó ăn nhất nó ăn trước các bạn. Đấy. Nhanh lên, học quýt tập trung ăn nhanh lên. Siết lên. Rồi. Mỹ Phụng hoàn thành trước các bạn. Để coi le lưỡi ra coi, xong le lưỡi ra nha. Rồi xong. Rồi chỉ là Mỹ Phụng hoàn thành trước 5 trái ha các bạn. 2 trái táo, 3 trái quýt, còn con Hồng Bích thì nó còn một trái táo các bạn ơi. Cái cứng đứa lớn nó khôn hơn các bạn, nó chọn cái trái cứng khó ăn các bạn.
ăn trước ha. Còn okay, cái mềm nó chạy sao. Đấy. Coi như chiến này bữa nay là Mỹ Phụng thắng ha các bạn ha. Đấy. Đây các bạn, bữa nay là con Mỹ Phụng nó có cái chiến thật ha các bạn. Nó ăn trái táo trước nha. Bị trái táo nó cứng các bạn, nhai khó làm trước. Còn trái quýt thì các bạn về sau lột nhanh, nhục danh là thắng. Tại vì nuốt rất là dễ các bạn. Thấy sao? Ăn thấy ngon miệng không? Ngon. Còn Mỹ Phụng sao? Ngon, còn hộp ít sao? Lý do tại con dùng sai chiến thuật đó. Con ăn, ví dụ con ăn trái táo trước có thể là ngang ngửa nha. Tại trái táo nó cứng, nhai nó khó hơn. Còn trái quýt thì có thể là mình ăn mình lột nhanh được. Đấy. Bây giờ mình sẽ phát thưởng cho hai đứa nhỏ ha các bạn. Đứa về nhất á, là được 20.000, còn đứa về nhì á, là được 10.000 ha các bạn. Đấy. Cái này phần thưởng này khích lệ ha các bạn, tạo điều kiện cho mấy đứa nhỏ thôi chứ cái kênh mình nó còn yếu quá các bạn. Cho nên là số tiền cũng rất là hạn chế ha. Kinh phí rất hạn chế các bạn. Đây. Đây. Mỹ Phụng về nhất được 20k ha các bạn. Còn đây hộp ít được 10k. Ok không? Sáng có tiền sáng nha, giữ tiền sáng không mua đồ ăn mấy bạn đi ăn đi học nha. Đấy, rồi bye bye các bạn đi. Bye bye, bye, bye hết các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những game tiếp theo các bạn. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình nha. Và các bạn hãy mạnh tay chia sẻ mấy cái game của mình các bạn. Rồi cảm ơn các bạn nha.